Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị liên quan AEM 52, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã có buổi đối thoại trực tuyến dưới hình thức ca mở rộng với Vương quốc Anh. Dưới sự điều phối của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Thương mại Vương quốc Anh Elizabeth Truss, hai bên đã thống nhất một số nội dung chính như cùng hợp tác nhằm duy trì và làm sâu sắc hơn mối quan hệ kinh tế giữa ASEAN và Vương quốc Anh, giảm nhẹ sự ảnh hưởng về kinh tế của dịch COVID-19 tới các nền kinh tế hai bên, tiếp tục theo đuổi chính sách kinh tế mở và minh bạch. Hai bên nhất trí ghi nhận mối quan hệ lâu dài giữa ASEAN và Vương quốc Anh, cũng như nhận thấy rằng quan hệ kinh tế giữa hai bên đã và đang phát triển ngày càng sâu rộng với giao dịch thương mại và dịch vụ song phương đạt sấp xỉ 42.000 tỷ bảng Anh trong thời gian hơn nửa thế kỷ qua. Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác và tăng cường kết nối, cam kết sẽ ủng hộ và theo đuổi mục tiêu thương mại tự do trên cơ sở hệ thống thương mại đa phương của WTO, cũng như nhất trí sẽ cùng hợp tác để có những kết quả thiết thực hướng tới hội nghị bộ trưởng WTO lần thứ 12 trên cơ sở kế hoạch hành động Hà Nội về củng cố hợp tác kinh tế ASEAN và thúc đẩy chuỗi cung ứng nhằm đối phó với đại dịch COVID-19. Hai bên nhất trí sẽ củng cố các chuỗi cung ứng giữa hai bên và định hướng hợp tác trong thời gian tới nhằm hỗ trợ các chuỗi cung ứng này. Phía Vương quốc Anh nhấn mạnh kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN tới năm 2025 là cơ sở để ASEAN đưa ra kế hoạch hợp tác giữa hai bên. Theo đó, phía Vương quốc Anh đã thành lập quỹ tài trợ cho chương trình cải tổ kinh tế của ASEAN với tổng giá trị 19 triệu bảng Anh, tập trung vào các lĩnh vực như sáng tạo số, logistics và cải tổ cơ chế chính sách.